Cảnh sát Italia thông báo vừa tiến hành chiến dịch đột kích chống tổ chức mafia khét tiếng 'Ndrangheta và bắt giữ hơn 50 đối tượng cùng với nhiều bằng chứng liên quan tới hành vi phạm tội của tổ chức này, bao gồm cả buôn bán ma túy quy mô lớn, tống tiền và rửa tiền. Chiến dịch mang tên Carpathos do hơn 400 cảnh sát tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công tố viên Nicola Gratteri, một trong những điều tra viên chống mafia nổi tiếng nhất của Italia. Trong số những đối tượng bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã tạm giữ 38 người, quản thúc tại gia 6 người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng còn lại. 'Ndrangheta là tổ chức mafia có sào huyệt ở trung tâm vùng Calabria, miền nam của Italia. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol coi 'Ndrangheta là một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm và có quy mô lớn nhất thế giới.